những con ếch mỏng manh được tìm thấy trên dãy Andes có thân bụng nhìn xuyên thấu. Ếch thủy tinh trông không thật, các loài lưỡng cư nhỏ có thân bụng nhìn xuyên qua được. Có cửa sổ vào các cơ quan nội tạng của chúng. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã mô tả hai loài ếch thủy tinh mới được xác định và gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình bảo tồn mong manh của loài động vật này gần các địa điểm khai thác trên dãy Andes ở Ecuador. Các loài mới được mô tả là ếch thủy tinh Maspi, Hyalinobatrachium maspi và ếch thủy tinh danh từ Hyalinobatrachium danh từ. Việc quan sát kỹ DNA của chúng và các tiếng gọi riêng biệt của chúng đã giúp phân biệt chúng với các loài ếch thủy tinh khác. Nhóm nghiên cứu đã xuất bản một bài báo về các loài động vật trên tạp chí PA vào tuần trước. Ếch thủy tinh trông như thanh khiết được tìm thấy trên dãy Andes. Tiến sĩ khoa học môi trường nói, rất nhiều địa điểm này ở rất xa, đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi có thể phát hiện ra các loài mới. Ứng cử viên và đồng tác giả nghiên cứu Becca Branner cho biết trong một tuyên bố của Đại học Tài nguyên Thiên nhiên Berkeley Rauscher. Bạn có thể đi bộ chỉ vài cây em qua sườn núi và tìm thấy một cộng đồng ếch khác với nơi bạn bắt đầu. Các nhà nghiên cứu đã khuyến nghị cả hai loài mới này được liệt kê là có nguy cơ tuyệt chủng theo hướng dẫn của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, tổ chức duy trì danh sách đỏ các loài bị đe dọa của IUCN, một danh mục theo dõi tình trạng bảo tồn của động vật và thực vật. Những con ếch được tìm thấy trong các khu rừng, nơi nông nghiệp và khai thác mỏ đang đe dọa môi trường của chúng. Các nhà khoa học lo ngại về ô nhiễm và mất môi trường sống. Branner nói, nếu một công ty khai thác mỏ đến và phá hủy một vài con suối mà chúng ta biết loài ếch này tồn tại, đó có thể là sự tuyệt chủng của loài này. Ếch thủy tinh làm nổi bật sự đa dạng sinh học của dãy Andes và gợi ý về những điều còn lại để tìm hiểu về các loài động vật sống trong dãy núi. Nhà sinh học tiến hóa Juan Guayasamin tại Đại học San Francisco de Quito ở Ecuador là đồng tác giả của bài báo. Vấn đề không phải là tìm ra các loài mới. Thách thức thực sự là có thời gian và nguồn lực để mô tả chúng, Guayasamin. Những con ếch thủy tinh này đã được tìm thấy kịp thời để chia sẻ chúng với thế giới. Nhưng những loài bị đe dọa khác có thể không may mắn như vậy. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào. Chia sẻ hữu ích nhé.